Xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán xe cũ Và hôm nay thì em lại gửi đến anh chị và các bạn một chiếc xe siêu siêu lướt lăn bánh với quãng đường chỉ có 3.000 km thôi anh chị ạ Với trong tầm giá khoảng 1 tỷ thôi Các bác quan tâm thì hãy liên hệ em theo số điện thoại trên màn hình Em sẽ gửi thông tin chi tiết cho các bác có thể tham khảo Đó là một chiếc xe Honda CRV phiên bản N Phiên bản sang sinh đấy ạ. Nó có trang bị gói sang sinh à, với rất nhiều các công nghệ mới về phần đầu xe thì anh chị bạn có thể thấy xe thì có trang bị các chi tiết mặt lưới tản nhiệt đã được sơn đen cũng như các chi tiết mạ chrome trông rất là phong cách thể thao và đèn thì trang bị đèn nét, đèn gầm cũng dạng led. Mâm thì trang bị cánh hoa mai. Trông rất là hầm hố và khỏe mạnh. Các chi tiết sơn si của chiếc xe không khác gì xe mới chị ạ. Làm bánh mỗi quãng đường chỉ có 3.000 km thôi. Một chiếc xe đáng để các bác lưu tâm. Xe đăng ký biển thành phố chính xác là biển Sài Gòn các chi tiết đường led anh chị có thể thấy đèn cụm đèn hậu dạng hình chữ L ôm với thân xe và phần đuôi xe các chi tiết cốp thì trang bị cốp điện rồi em sẽ mở cái phần cốp lên các bác cùng tham quan với em về cái phần cốp này Đấy. đợi một chút, em chút mới ở phần cốp các bác tham quan nó cũng có trang bị cam đuôi cảm biến đầy đủ với không gian cốp thì anh chị bạn mà đi với đủ tải 7 người thì nó sẽ có một phần diện tích chứa đồ rất là hẹp nhưng mà khi mà không ngồi đến hàng ghế thứ ba mình gặp lại sẽ tạo ra một cái mặt phẳng rộng rãi để mình có thể là chứa đồ rất là nhiều các chi tiết các bác có thể thấy qua ốc ác kia các thứ là còn nguyên dinh nguyên bản theo nhà sản xuất và ta tình đi tiến tới không gian nội thất của chiếc xe để tham quan một chút về cái phần nội thất kế ra xem nó còn mới như thế nào Đấy, một chiếc xe này không khác gì xe mới đâu vì chủ xe lăn bánh rất ít và bảo dưỡng định kỳ lịch sử trong hãng đầy đủ các bác có thể kiểm tra đây các bác có thể thấy qua các chi tiết về phần cánh cửa để nhận định xem nó có bị đâm va hay gì không các chi tiết uh, tay bệ tỉ tay rồi các chi tiết uh, ốp gỗ tap ly mọi chi tiết của chiếc xe còn trong tình trạng hoàn hảo không gian hàng ghế thứ hai thì cực kỳ rộng rãi cho ba người ngồi cả chi tiết ốc ác vẫn còn nguyên dấu kcs của nhà sản xuất anh chị nhé chủ xe cũng rất là chăm chút đã trang bị thêm một lớp thảm trải sàn để giúp cho chiếc xe sạch sẽ hơn và cũng như là nổi bật hơn đấy, xe tính cũng có trang bị cửa sổ trời toàn cảnh rộng lớn đấy các bác có thể tham quan qua một chiếc xe chỉ trong tầm tiền hơn một, trong khoảng uh, trên dưới 1 tỷ một tí bác quan tâm thì có thể liên hệ để nhận được cái giá tốt nhất cũng như ưu đãi từ cửa hàng. Và em mời anh chị và bạn cùng tham quan về phần cánh lái. Ở trong phần cánh lái thì anh chị bạn có thấy khoang gian, khoang khoang lái của chiếc xe xuất hiện với những chi tiết như cần số to bản được gắn ở gần khu vực màn hình giải trí cũng như các sắp xếp của chiếc xe có thể giúp cho khách hàng có thể thao tác một cách dễ dàng các phím điều chỉnh lên xuống kính rồi chỉnh gương ở phần ghế phần kính cửa Đấy, các chi tiết các bác có thể thấy qua ốc ác vẫn còn nguyên zin nhé em quay rõ để các bác đỡ mất thời gian đi lại một chiếc xe trang bị đầy đủ các công nghệ tầm tiền rất là hợp lý với dòng honda thì các bác thể nhận định qua thì nó cũng rất là nhiều người quan tâm vì nó sự cái tiết kiệm nhiên liệu cũng như là cái mang lại cái sự trải nghiệm tốt cho người dùng Đấy, mọi chi tiết các bác có thể quan sát ốc yếc em quay rõ để các bác nếu mà các bạn cần xem kỹ hơn phần nào có thể liên hệ em em sẽ gửi chi tiết cho các bác có thể tham khảo và một các chỉ số chi tiết các bác có thể quan sát đây là có trang bị các tính năng như là cảnh báo rồi là à, bật đèn lại các chi tiết bật cam cam phụ rồi là những vô lăng thích hợp màn hình giải trí đầy đủ Đấy, các bác có thể quan sát qua nhé không gian rất là rộng rãi với trang bị các phím bấm còn rất là đẹp và mới các bác có thể thấy qua các chi tiết Vành tay điện tử auto hold đầy đủ cũng như có trang bị cái tính năng là anh chị bạn có thể thấy qua là sạc không dây. Độ thật ghế da cực kỳ đẹp, không gian rộng rãi cho 7 người ngồi. Và ta cùng đi tiến tới tham quan về không gian về phần máy móc của chiếc xe để thấy được cái độ nguyên di nguyên bản của chiếc xe. Xe thì sử dụng động cơ khối 1.5 turbo cho cái khả năng vận hành cực kỳ êm ái. Với 4 xi lanh thẳng hàng và 16 van cỗ máy cho cỗ máy nhà già cho công suất là 188 mã lực và 5600 vòng trên phút. Mô xoắn cực đại của chiếc xe đạt 240 Newton tại 2500 vòng trên phút đi kèm một số động uh, tự động vô cấp CVT dẫn động bốn bánh uh, dẫn động bánh cầu trước anh chị nhé. Các chi tiết ốc ác của chiếc xe còn nguyên di nguyên bản. Cam kết rõ cho anh chị và các bạn trên văn bản hợp đồng giấy tờ là xe không bị đâm va, không bị ngập nước, bảo check test toàn quốc Chiếc xe này đơn vị hiện đang giao bán với mức giá là 1 tỷ 070 triệu. Xe còn thương lượng và hỗ trợ cho anh chị và các bạn khi liên hệ trực tiếp hotline trên màn hình. Cảm ơn anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi tới kênh mua bán xe cũ. Hẹn gặp lại ở các video tiếp theo của vụ bán xe cũ. Xin chào và hẹn gặp lại.